welcome to my channel, and today I would like to show you how to make an origami apron. I hope you enjoy it. Let's start. Prepare a piece of paper. Welcome to my channel, and today I will show you how to draw a girl. I hope you enjoy it. Now let's start. Prepare a piece of paper.
make it really nice. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi chuẩn bị bữa ăn nhá. Chuẩn bị bữa trưa mình khá thích điều đó. Mình khá thích điều đó. Muốn được chuẩn bị. Nhưng mà phải là mọi người đều mang đồ liên quan. Như ở trong dịch vụ thì mọi người đều ăn ở ngoài vì mang đồ đi thì mang đồ bị lạc lõng. Thế mọi người sẽ nói là mình không ngồi đây. It takes me 20 minutes to load. Make it easy, right?
see. It gives Thank you.
thì nó sẽ xuống nhá. Nếu bạn sẽ tuyến nhá. Thì một thì sẽ có cần lưu ý cái gì không? Chỉ cần mới biết đi xe xuống thôi. Mở khóa từ là được. Chìa khóa khóa xong rồi vẫn để trên điện thoại nhé. Ừ. Chìa khóa xong rồi thì ta chìa khóa một bánh. Mở khóa cổ thì gì không biết. Ấn vào. Biết. Chìa khóa xong ấn vào, không bạn xong tay cả. Bạn sang tay trái. Ấn mũi khóa vào thì ấn vào xong bạn sang tay phải. Thì là mình nói đi một chút đấy. Làm sao? Hả? Làm sao? Không biết xin lỗi lắm. Không biết làm sao mà chắc là mình nói vậy. Biết mở khóa xe ra chưa? Chưa. Em nói thì cùng tao với anh xin lỗi. Dễ mà. Mở khóa cổ xe này. Quẹt cái thẻ từ vào. Thẻ từ nào nữa? Thẻ từ trên chìa khóa. Quẹt vào xe để nó mở khóa. Khóa từ. Có rất nhiều loại khóa mà bạn cần phải mở. Sương sương ba cái. Đấy thì chịu. Thank you.